Nhân Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với Nhân Anh và anh Trần Nguyên Thắng. Nhân kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Dạ, mình có dịp mình cũng đi rất là nhiều nước rồi, và Âu Châu là một trong những nước mà anh Thắng đã có dịp kể cho Nhất Anh cũng như là khán giả rất là nhiều nước. Nhưng mà hình như mình có rất là nhiều nước mình cũng chưa kể tới đó anh Thắng. Dạ, đúng Nhất Anh, tại vì nói đến Âu Châu thì chúng ta nói đến rất là nhiều quốc gia trên cái bản đồ, cái lục địa Âu Châu. Nói đến đó thì chúng ta có quá nhiều đất nước để chúng ta có thể nói đến. Mà thắng cảnh chỗ nào cũng đẹp hết. Dĩ nhiên là có những đất nước thì cảnh thiên nhiên họ không đẹp, nhưng mà bù lại thì cái văn hóa cũng như cái văn minh của họ nó rất là đặc biệt. Nhưng mà hôm nay qua đây chúng ta sẽ nói về một cái đất nước mà chúng ta hay nghe nói đến lắm, nhưng mà chúng ta nghe nói đến nhưng mà không biết là bao nhiêu người đã có dịp đặt chân đến cái đất nước đó. Đó là nước Áo, Austria. Áo là, trước tiên thì phải nói là Áo là biết nằm ở Âu Châu rồi, nhưng mà nó nằm ở đâu ở Âu Châu anh Thắng? Nói đến Âu Châu đó thì chúng ta phải nói đến một cái địa lý mà chúng ta thường thường hay nói đến cái dãy núi. Núi An là một trong những cái dãy núi nổi tiếng ở trên Âu Châu. Như anh có nhớ là và cái dãy núi đó thì nó khởi đầu, nó đi từ suốt ở Monaco là phía miền nam của nước Pháp đó. Nó đi vòng ngược trở lên, đi qua bên Switzerland rồi qua tới Áo. Và khi mà đến Áo thì cái ngọn núi đó bắt đầu nó thoải xuống và nó chấm dứt. Nhưng mà cái đẹp của cái An vẫn là nó đi cái con đường đi của nó như vậy, thành ra nó tạo ra biết bao nhiêu thắng cảnh thiên nhiên rất là đẹp. Thành ra chúng ta có thể đến nước Pháp cũng đẹp, chúng ta đến Switzerland, Thụy Sĩ cũng rất là đẹp, và đồng thời chúng ta đến với nước Áo. Và tất cả những nơi chốn đó tôi có dịp đi qua thì quả thực những cái thành phố nằm trên dãy núi An thì nó có những cái thắng cảnh rất là hữu tình và dễ thương, thơ mộng. Nói tới dãy núi Alps thì anh nhớ là có lần anh Thắng đã kể cho anh nghe là mình có một dịp đi Thụy Sĩ đó. Anh Thắng nhớ mình có nói qua núi Alps rồi. Bây giờ anh Thắng nói là nước Áo nó cũng trên cái con đường của núi Alps. Nó là khúc cuối của cái dãy núi Alps. Thành núi Alps thì nó chặt biệt, nó chạy từ phía đông qua phía tây, phía tây qua phía đông của lục địa Âu Châu. Nhưng mà nói đến Áo đó thì chúng ta tập trung thì chúng ta nhìn cái nước Áo đó. Nước Áo thì sau cái đệ nhị thế chiến thì họ bị chia cắt lại. Sau cái đệ nhất thế chiến thì đúng hơn. Sau đó thì bây giờ thì chúng ta thấy cái nước Áo đó đặc biệt là không lớn lắm, nhưng mà nó lại có rất là nhiều cảnh đẹp, và đồng thời những cái điểm văn hóa đặc biệt nhất là về âm nhạc chẳng hạn. Ai cũng nghe nói tới âm nhạc thì nghe nói tới âm nhạc phải nói đến nước Áo. Và đó cũng là một cái đất nước mà có lẽ đây là một cái đất nước của thế giới âm nhạc. Nhưng mà chúng ta đến nơi chúng ta sẽ đến với những cái thành phố nổi tiếng của nó, như là Vienna là thủ đô của nước Áo, thành phố Salzburg là một trong những cái thành phố rất là đẹp và cổ kính, và thành phố Hansestadt cũng rất là đẹp, và nhiều lắm, thành phố rất là nhiều thành phố đẹp. Nếu mà nói đến nước Áo, quả thực thì chúng ta có nhiều cơ hội để chúng ta đi một vòng nước Áo để xem những cái thắng cảnh thiên nhiên của nó về mùa xuân, mùa đông, mùa thu, ngay cả mùa đông rất là lạnh. Thế nhưng mà mùa đông vẫn có cái nét đẹp của nước Áo. Có nghĩa là nó vẫn có cái gì đó nó khác so với những mùa còn lại. Chẳng hạn như tôi nói đến một nước Áo, chẳng hạn tôi vẫn nhớ hoài đến cái hình ảnh đến một cái thành phố, mà cái thành phố đó ngày xưa trong cái câu chuyện lịch sử của họ, tức là họ có một vị thầy giáo cũng như vị thầy sáu trong nhà thơ đó, cũng giống như là một vị thầy giáo thì đã cùng nhau hợp lại làm một cái bản nhạc, và bản nhạc đó nó đi ra gần 200 năm nay rồi, đi khắp thế giới, mà mỗi lần đến Christmas chúng ta đều nghe hết Silent Night. Holiday. Cái đó là một cái bài hát rất là quen thuộc. Rất là quen thuộc, thành ra cứ mỗi lần tôi nghe đến cái đó và tôi rất ao ước được có dịp đến với nước Áo vào đúng cái đêm gọi là Giáng sinh. Thế tuy nhiên thì cho đến bây giờ vẫn chỉ là một mơ ước thôi. Tại vì thực sự đến cái mùa đó thì rất là đông du khách đến với nước Áo. Tại vì thường á, mà người ta thường đi Âu Châu thì mọi người sẽ đi Pháp, đi Ý, những cái nơi đó thì nó có vẻ nổi tiếng hơn. Ít ai mà nói là đi Austria lắm. Nhưng mà thực sự nếu chúng ta có cơ hội là Austria rất là một cái đất nước rất là xứng đáng để chúng ta đến thăm. Chẳng hạn như tôi nói đến Australia thì chúng ta nói hôm nay chúng ta tạm nói đến cái thành phố Viên thành phố Viên là một thành phố thủ đô của nước Áo bây giờ. Và thành phố này đến với Viên mà chúng ta sẽ thấy là được rất là nhiều những cái sinh hoạt về văn hóa, về âm nhạc và về những cái di tích lịch sử của họ, họ đều có cả. Chúng ta cũng nên nhớ lại một ngày xưa đó, trước cái thời đệ nhất thế chiến đó, nước Áo cũng là một trong những đế quốc
Dạ đúng rồi. Nó gọi, dạ. gọi là đế quốc Áo Hun đó. Dạ. Tuy kéo dài cả khoảng 100 năm thôi nhưng mà nó cũng là một cái đế quốc. Và sau khi mà cái đệ nhất xảy ra thì nước Áo đã bị chia cắt, chia ra nước Hun Gia Lợi, Hungary đó, và sau đó là chia ra cả Croatia chẳng hạn. Dạ. Tất cả những vùng đó ngày xưa thuộc về Áo hết. Dạ. Thành sự thành thử một cái đất nước mà đã có một thời gian trị vì thống trị các đất nước khác và gọi là đế quốc thì họ đều có những cái đặc biệt riêng của họ. Dạ. Dạ, vậy thì cái đặc biệt đó nó như thế nào? Tại vì mình đã từng qua nói qua Croatia rồi, mình cũng nói qua Hungary một lần rồi. Thì cái Áo nó khác gì so với hai cái nơi nước đó? Nước Áo thì nói với cái vai trò của nước Áo trên thế giới đó. Thứ nhất chúng ta nói về văn hóa. Dạ. Cái bản nhạc Blue Danube là cái bản nhạc nó nổi tiếng đi khắp nơi trên thế giới. Dạ. Mà nói đến bản nhạc đó ai cũng biết là của John Strauss đệ nhị và nằm ở Viên, ở thành phố Viên. Dạ. Và chúng ta nói đến nước Áo, nói đến Viên này là chúng ta nói đến cung điện Salzbrunn, là một trong những cung điện mùa hè nổi tiếng của nữ hoàng Teresa, Maria Teresa, là một nữ hoàng rất là nổi tiếng của cái gọi đế quốc ngày xưa, nó gọi là đế quốc thần thánh La Mã. Thành ra chúng ta thấy là nó cũng có nhiều những cái điểm mà để cho chúng ta có thể đến với thành phố Viên Nam và chúng ta thưởng ngoạn được. Và dĩ nhiên thì ngoài ra còn những cái món ăn, những cái ẩm thực, và nước Áo cũng có những cái riêng biệt của nó mà không có bị gọi là hòa lẫn với các đất nước khác ở Âu Châu. Thành đó cũng chẳng hạn tôi nói lát nữa chúng ta có dịp nói về cà phê Viên Na chẳng hạn. Cũng nổi tiếng trên thế giới đúng không? Thành thử chúng ta đến với Viên Na, chúng ta cũng có cơ hội, chúng ta có đến một cái nơi chốn nào đó, một cái tiệm nào đó mà rất nổi tiếng về cà phê Viên Na. Một cái điểm nữa là chocolate của Viên. Ngon lắm. Nghe thấy hấp dẫn quá. Và nhanh, trong phần sau anh Thắng phải kể cho nhanh nhiều hơn về cái thành phố thủ đô của Áo nha anh Thắng. Nhân anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với chương trình ngày hôm nay với anh Trần Minh Thắng. Trong phần 1 thì mình đã nói sơ sơ qua nước Austria, thì trong phần 2 này mình sẽ tập trung nhiều vào hơn những thắng cảnh mà Austria đem lại cho du khách. Dạ. Thì tiếp theo nữa là gì hả anh Thắng? Thì nói đến thắng cảnh thiên nhiên thì ở Vienna thì cũng nói đến thắng cảnh thiên nhiên, chúng ta đừng quên cái dòng sông Danube. Dòng sông Danube là một cái dòng sông chảy cũng rất là đặc biệt. Nó chảy, nó phát xuất từ Đức nhưng mà nó đi dòng qua tất cả 10 nước. Và đi, dĩ nhiên đi qua thành phố Vienna và đi qua cái nước Áo. Và đồng thời đi qua những một số đất nước như là Hungary. Và nói đến cái dòng sông Danube để mà đẹp thì tôi chỉ nghĩ được cái ở Vienna và ở Budapest. Đó là hai cái khúc sông nó đẹp vô cùng. Có lẽ cái thành phố nó cũng tạo cho người ta một cái hình ảnh đẹp. Trong khi ở Vienna thì dòng sông có vẻ lặng lờ chơi. Đi qua bên Budapest thì cũng lặng lờ chơi, nhưng cái thành phố Budapest nó được xây dựng dọc theo bờ sông hai bên, thành ra nó có một cái sắc thái riêng. Nhưng mà ở Vienna thì người ta đã để nguyên cái con sông Danube có vẻ một cách còn hoang sơ hơn. Người ta không có xây dựng quá nhiều, thành thử cái con sông nó còn có nét đẹp thiên nhiên của nó. Thành ra chúng ta đi đến với thủ đô Viên đó mà chúng ta có dịp đi trên dòng sông Danube thì có là một cái thú để chúng ta có thể thưởng thức được cái bài nhạc Blue Danube, dòng sông xanh nổi tiếng trên thế giới như thế nào. Nhưng mà song song với cái đó thì những cái khu phố thị của Viên nè, nó có một cái khu Graben rất là nổi tiếng, và khu đó là trên cái khu đường đó có cái nhà thờ gọi là Saint Stephen. Nó có gần cái dòng sông đó luôn không anh? Nó dòng sông đó cũng gần đó, nhưng mà cái đó là cái canal để đi vào thôi, còn dòng sông đi xa ra một chút nữa. Nhưng mà những cái nhà thờ mà chúng ta vừa dịp trình bày đó thì bù lại nó là một cái kiến trúc rất là đẹp. Với cái ngọn tháp cao tới 137 mét chúng ta thấy rất là cao. Dĩ nhiên thì đó là một cái kiến trúc đặc biệt của Viên Na. Nhưng mà đồng thời trong đó cái điện thờ cũng như là những cái trang trí ở trong cái bên trong nhà thờ đó, có lẽ tôi chưa thấy nhà thờ có thể mà có một cái điêu khắc mà hoặc là những cái điện thờ mà có thể so sánh được với nhà thờ Saint Stephen của Viên Na. Và dĩ nhiên trong đó thì ngoài những cái chuyện kiến trúc, cái điêu khắc về các tượng của các thánh, chúng ta phải nói đến một cái truyền thuyết nói tượng Đức Mẹ trong nhà thờ cũng rất là linh thiêng, và tín đồ đến để mà cầu nguyện Đức Mẹ cũng rất là đông. Dĩ nhiên là du khách là một phần,
Nhưng mà bây giờ thì người ta cũng phân biệt bên trong, ai muốn vào trong nhà thờ thì lại phải có một cái phải trả tiền vé để đi vào trong. Yeah. Còn không thì được xem một phần ngoài của nhà thờ để xem được cái khung cảnh bên trong cái điêu khắc của nhà thờ. Yeah. Và cái kiến trúc của nhà thờ thôi. Yeah. Còn tất cả thì chúng ta phải đi vào trong thì chúng ta mới thưởng thức được. À. Yeah. Tuy nhiên thì đây là một cái nhà thờ mà có cái mái cũng được kiến trúc rất là đặc biệt. Nếu mà cái mái đó chúng ta có dịp đi qua các xứ ở bên khu vực Đông Âu, phải nói là nước Áo là nước nằm khoảng giữa của châu Âu, châu thành ra người ta thường gọi là Trung Âu. Yeah. Bên cạnh của nó tức là Hungary, Slovakia thì người ta thường hay gọi đây xứ là xứ Đông Âu. Yeah. Nhưng mà những cái xứ đó có những cái mái của nhà thờ đó, và cái mái của nhà thờ bên bên nước Áo đó nó được design giống nhau lắm. Yeah. Thành ra quý vị có dịp đến với Vienna, đến với Austria, đến với Budapest, đến với Croatia, tức là những cái đất nước đó họ có chung một điểm văn hóa nào đó, một cái kiến trúc nào đó. Thành ra các mái nhà thờ họ làm rất là sặc sỡ, rất là màu sắc và rất là đẹp. Yeah. Thành thử chúng ta, mà cái điều đó chúng ta đi qua bên Tây Âu là không có, chúng ta không nhìn thấy. Yeah. Nhà thờ của Paris không có những cái đó, không có kiến trúc đó. Yeah. Mà chỉ có của bên Áo và của bên Đông Âu thì chúng ta nhận thấy được cái nhà thờ. Có nghĩa là có một cái đó khác biệt so với... Nó có khác biệt. Yeah. Thành ra chúng ta tưởng là bên cùng là cái kiến trúc của Thiên Chúa Giáo nhưng mà hoàn toàn là khác nhau. Yeah. Thành ra chúng ta đến với mỗi đất nước chúng ta học thêm được một cái văn hóa, một cái điểm văn minh và một cái kiến trúc mới. Yeah. Và ngay cả cái ăn uống mà chúng ta có dịp nói đó. Nó có khác nhiều với nước khác không anh Thanh? So khác chứ. Tại vì này, khi mà sang đến Âu Châu tôi phân biệt, thí dụ như là Thiên Chúa Giáo của bên phía Tây Âu, còn Thiên Chúa Giáo của bên khu vực Đông Âu, và sau đó phải nói đến một cái tôn giáo lớn bên đó là cái chính thống giáo Orthodox, thì vẫn là hình thức vẫn tôn thờ Chúa và Đức Mẹ, nhưng mà họ có nghi lễ khác nhau. Yeah. Đó. Nhưng mà cả ba tôn giáo đó để cho chúng ta nhìn được ba cái kiến trúc khác nhau hết. Yeah. Và nó có một cái phần văn hóa cũng khác nhau nữa. Yeah. Thành ra chúng ta thấy học hỏi cũng tương đối là khá nhiều. Yeah. Thế tuy nhiên thì qua một cái vài phút chúng ta nói chuyện trên cái chương trình của chúng ta thì không có đủ thời giờ. Thành ra đến Vienna, quý vị không thể quên được một cái món uống rất là nổi tiếng mà ngày xưa hay là ngày nay cũng vậy. Ai đến Vienna họ đều thích thưởng thức một chút xem cái khác lạ như thế nào. Cà phê Vienna. Yeah. Cà phê Vienna đó là một cái lối pha đặc biệt của cà phê Vienna, và nếu mà quý vị tìm được một quán mà rất là nổi tiếng, phải là đi vào một quán rất là nổi tiếng của Vienna thì chúng ta sẽ thấy người ta đứng xếp hàng. Yeah. Và những ngày cuối tuần mà tôi có thể đợi 2 tiếng đồng hồ mới có thể vào được cái tiệm để thể uống một ly cà phê. Yeah. Hoặc là vào tiệm cà phê đó chúng ta phải ăn thêm một cái bánh chocolate của Vienna. Yeah. Hai cái đó nó quyện lại với nhau. Đó là một cái điều không thể thiếu sót khi quý vị đến với Vienna. Yeah. Chúng ta quên cà phê Vienna, chúng ta quên cái bánh chocolate Vienna là chúng ta thiếu đi một nửa đến với thành phố Vienna rồi. Mm. Ừ. Yeah. Tại vì đến đó thì mục đích mà cả cái hương vị của nó, cái hương thơm của nó nổi tiếng khắp thế giới, tức là nó phải có lý do. Yeah. Và quý vị ngồi trầm ngâm và ngồi ăn một chút chocolate và uống một ly cà phê Vienna rất là thú vị. Ngoài ra kem cũng đặc biệt lắm. Yeah. Kem của Vienna không thua gì của Ý hết. Yeah. Thành ra nó cho mình cũng cái rất là đặc biệt. Yeah. Và một cái thú nữa là đến Vienna là chúng ta phải tham dự một cái buổi nghe nhạc. Nhạc giao hưởng nữa. Yeah. Họ chơi rất nó có nhiều cái trình độ khác nhau. Yeah. Mình thì có thể gọi là rất là bình thường. Chúng ta mà vào mà nghe nhạc giao hưởng theo kiểu mà đúng kiểu professional chắc chắn chúng ta chỉ ngủ thôi. Yeah. Thành ra cái đó là nó không phải trong cái trình độ của mình. Yeah. Thế tuy nhiên có nhiều cái lớp trình diễn để cho chúng ta có thể nghe nhạc một cách thoải mái, và nó rất là hợp với cái âm thanh của mình, cái âm điệu của mình. Yeah. Mà mình không có bị dễ buồn ngủ. Dạ, cảm ơn Thắng rất là nhiều. Thực sự thì 15 phút sẽ không có thể nào mà nói hết được, nhưng mà hy vọng là qua những cái gì mà thông tin của anh Thắng chia sẻ với những anh và khán giả thì khán giả có thể hiểu hơn về nước Australia. Dạ, và những cái điểm mà chúng ta có thể thưởng thức tại Vienna. Dạ, cảm ơn, và những anh sẽ hẹn gặp khán giả trong chương trình lần sau.